TB Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em chào các shark ạ, em tên là Thảo Quyên, em là co-founder và là giám đốc điều hành của ViralWorks. Em đến đây để gọi mức đầu tư là 50.000 đô cho 5% cổ phần ạ. ViralWorks bên em là một cái nền tảng công nghệ nhằm kết nối nhãn hàng và những influencer marketing để thực hiện được cái chiến dịch influencer marketing một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Em sẽ phép được hỏi chị Linh ạ. Dạ, chị có biết á là sau cái Shark Tank mùa 1 thì hiện giờ cái Facebook của mình có khoảng bao nhiêu người theo dõi không chị? Khoảng 60.000. Dạ, chính xác, thì đó là trên fanpage của chị. Thì nếu như trong trường hợp chị muốn tham gia vào ViralWorks với vai trò là influencer thì xin chúc mừng chị. Chị có trên 5.000 người đăng ký và chị đủ điều kiện vào ViralWorks rồi. Theo em nói hình như là em đang muốn theo cái hướng micro influencer. Cái chiến lược của em thì sẽ focus cho những cái bạn SME. Bởi vì hiện giờ Việt Nam mình thì chỉ có 10% là doanh nghiệp lớn thôi, còn 90% là SME mà. Thì nên nó là một cái mô hình mà nó cần scale up. Chị thích em. Cảm ơn chị. Chị sẽ đầu tư 50.000 cho 30% công ty. Anh thì không có làm về công nghệ như chị Linh, nhưng mà anh có một công ty truyền thông và giải trí ngôi sao mới. Dạ. Anh sẽ offer là gấp đôi, 100.000 cho 30%. Cho 30%. Tôi đề nghị là tôi sẽ đầu tư 100.000 đô cho 15%. Anh cho em thêm một offer nữa, mà trong vòng 2 năm á, mà nếu mà em đạt được tối thiểu là 200%, thì anh sẵn sàng exit. Nhà đầu tư mà exit sớm ấy là các quỹ sau họ không mua đâu. Internet business winner or là loser. Ừ. Đấy là lý do sao anh muốn offer một con số to hơn. Dạ. Là 150.000 cho 15%. Gấp 3 lần Sắc Linh. Nhưng mà tỷ lệ ít hơn. Anh thì chả có gì cả nhưng anh có khách hàng. Vậy thì em cần một người mà giúp em để xây dựng lên một cái đế chế hay là em chỉ muốn một khách hàng thôi? Ngày mai hồi anh chưa hiểu lắm nhưng anh muốn mua em ấy. Thì anh đồng ý đầu tư cho em 50.000 nhưng anh chỉ lấy 3%. 50.000, 3%. Anh offer lần cuối. Dạ. 300.000. Trong đấy 150.000 cho 15% cộng 150.000 là một khoản vay có điều kiện chuyển đổi trong vòng 18 tháng. Dạ. Anh được chuyển đổi. Dạ. Cái khoản đấy anh có quyền nhá, chứ không. Dạ. Phải là có nghĩa vụ. Dạ. Với một cái valuation theo một cái kép là 3 triệu được 25% discount nếu em có round tiếp theo. Khá thú vị là em cũng là một trong những startup hiếm hoi mà nhận được cái lời đề nghị của cả năm Shark. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ như thế này luôn, em rất là bất ngờ luôn. Em quyết định chọn một người, đó là em chọn anh Dũng ạ. Dạ, cảm ơn anh. I win. Đêm đầu tiên mà sau khi chương trình phát sóng á, thì gọi là một cái ngày mà không thể nào quên luôn. Quá là nhiều sự thay đổi đi, và trong đó việc quan trọng nhất đó là những cái lời bình luận của mọi người. Buồn một chút xíu khi mà mình đọc những cái bình luận chê. Buồn là chỉ thoáng qua thôi, sau đó thì mình lại cảm thấy rằng là à, không sao cả, mọi người quan tâm thì mọi người mới khen, mới chê. Quyên luôn tâm niệm một câu, đó là may mắn nó chỉ thành công khi mà chúng ta có sự chuẩn bị kỹ. Và bản thân Quyên cũng rất tự tin rằng đối với chương trình Shark Tank này mình đã chuẩn bị rất kỹ. Nói là ai cần khởi nghiệp thì nó hơi lớn lao quá, và tự nhiên có đôi lúc cũng thấy hơi hoảng sợ một chút xíu. Nhưng mà sau đó thì Quyên cũng nhìn lại và mình cảm thấy là à, cái những cái nỗ lực, những cái đóng góp của mình nó đã được ghi nhận rồi, và đây sẽ là một cái mở đầu, một cái khởi đầu mới cho mình.
báo với mọi người là có một vị khách rất là đặc biệt tới thăm tụi mình. Có đoán được là ai không? Ai? À, hình như tới rồi. Hello anh. Mời anh vô. Dạ. Để em giới thiệu mọi người với anh xíu. Thì bên này khu của mấy bạn tech. Còn bên này thì team lo về phần làm việc với lại influencer và operation. Chào các bạn. Sau khi mà lên chương trình xong ấy, anh cũng bận quá. Anh đi công tác mới về. Anh lại sắp đi tiếp. Cho nên anh muốn đến xem tình hình mình phát triển sản phẩm ấy. Thông qua đấy thì anh xúc tiến cái deal như mình đã cam kết ở trên chương trình. Cố gắng xúc tiến nhanh để tầm tháng 11 mình close deal. Mọi người cứ làm việc đi. Cho em mời anh vô phòng họp xin. Anh vào phòng họp nhé. Em update tình hình sản phẩm cho anh ấy. Sau chương trình thì bên cạnh những cái deal mà mình đã ký từ trước á, thì mình có thêm cái nguồn doanh thu đạt được sau chương trình là 80.000. Thì em cũng có target đạt mốc doanh thu là được 200.000 vào cuối năm này. Và mục tiêu của 2019 là sao? Em đã plan á, thì là 6 tháng kể từ lúc bắt đầu là từ tháng 7. Tới tháng 7 năm sau thì phải được 1 triệu. Hiện giờ mình được cái hợp đồng đã ký là được 500. Từ giờ đến cuối năm được 200 nữa. Cái tỷ lệ burn rate hiện nay của mình là bao nhiêu nhỉ? Hiện giờ thì thật sự là em chỉ mới tiêu cho phần nhân sự thôi. Thì đợt tới khi mà em tuyển thêm dev thì con số này nó tăng lên khoảng 200. Em đã có người về phân bổ một cách cụ thể về P&L gì chưa? Hay là vẫn chỉ đang tính cash flow một cách đơn thuần? Hiện giờ thì em đang tính hơi bị đơn thuần á. Vậy thì cái này là sắp tới thì phải cần có người tính P&L một cách rõ ràng ha. Vậy thì cái điểm khác biệt so với các nền tảng hiện nay là như nào? Mọi người có một cái nhận xét rất là đúng, đó là làm việc với influencer rất là khó. Những cái bạn nghệ sĩ, những bạn ngôi sao nổi tiếng. Thì tụi em mới quyết định tiếp tục tập trung và chỉ tập trung vào micro influencer. Bây giờ cái vấn đề một là về sản phẩm, hai là về mặt influencer, ba là về mặt marketer là những cái brand ấy. Thì đâu là vấn đề lớn nhất của em hiện nay? Vấn đề lớn nhất của em hiện giờ đó là phần tech để xử lý cái process làm việc và cái nguồn influencer, data influencer. Anh đang có một công ty về tech để anh sẽ làm việc để kết nối cho em. Như trên chương trình anh đã cam kết là đầu tư 300.000, dự định sử dụng vào cái mục nào nhỉ? Đầu tiên thì em sẽ mở rộng và cứ duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự tech. Vấn đề thứ hai nữa đó là set up cái hệ thống kỹ thuật để mà chăm sóc khách hàng. Và cái thứ ba nữa đó là để phát triển phần marketing, để acquire user mới, tức là thêm các bạn influencer. Và tất nhiên là để serve được những khách hàng lớn á, thì mình cũng phần lấy cái cash flow để mình trả trước cho họ. Theo anh được biết từ chương trình thì là bên TP Bank cam kết cho vay đối với các startup tối đa là 2 tỷ. Thì nếu mà đi thành công và em có nhu cầu vốn thì có thể là vay thêm. Bởi vì cái vấn đề lớn nhất của em hiện nay là cash flow, chứ không phải là vấn đề P&L. Anh Dũng là một người rất là thân thiện, người rất kỹ tính, đòi hỏi cũng rất là cao ở startup trong cách làm việc. Thông qua cái phong cách làm việc, những cái tham khảo từ những người xung quanh mà biết quyên thì tôi nghĩ rằng là quyết định của tôi cho đến bây giờ là quyết định đúng đắn. Việc thành công của các bạn tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian. Và mọi người hãy liên tục theo dõi fanpage YouTube của chương trình Shark Tank Việt Nam cũng như là kết quả due diligence của Shark Dũng và ViralWorks. Xin chào. Bánh tim. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ, đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.